bao giờ thay đổi nhé. Việt Nam Cộng Hòa là Việt Nam Cộng Hòa chứ không bao giờ thay đổi được trong lịch sử. Tôi nói cho các bạn biết. Còn những người kiều bào yêu nước thì ở bên hải ngoại thì các bạn coi người ta nói về đất nước Việt Nam thì các bạn coi người ta là đối địch, đối đầu. Các bạn cho người ta là cộng sản nằm vùng. Chính cái lũ mà gọi là cái lũ ba que khốn nạn, cái lũ ba que xò lá. Các bạn kêu là đất nước tự do dân chủ, tự do ngôn luận mà như thế sao hả? Em chào anh Nguyễn Bùi. Còn ở Việt Nam các bạn kêu là không có tự do. Đấy, tôi đang nói là một theo tư cách tự do. Tôi có quyền nói mà tôi không phạm bất cứ một cái điều gì. Tôi nói cho quý vị nghe. Chúng ta sống ở đâu thì phải có luật pháp chứ không phải giống như tư cách của các bạn kêu là các bạn ở hải ngoại tự do dân chủ, tự do ngôn luận nhưng mà các bạn người ta ngôn luận ra thì các bạn không cho. Có đúng vậy không? Các bạn, tôi nói cho các bạn nghe từ già tới trẻ, những kẻ mà chống phá đất nước Việt Nam tôi coi thường lắm, cái đó tôi nói thật. Vì các bạn kêu là tự do ngôn luận nhưng mà thật sự ra những người ở như kiều bào ở ngoài hải ngoại mà người ta lên tiếng thì các bạn phải đàn áp người ta ngay. Cái bản tính của các bạn đi tới đâu là nó thúi tới đó, đi tới đâu phá hoại danh tiếng của con người Việt Nam. Vì tại sao các bạn biết không? Các bạn phá hoại mang bản chất côn đồ. Các bạn đi tới đâu các bạn làm xấu cái truyền thống đất nước của Việt Nam. Còn các bạn phải nhớ như thế này, tôi đã nói với các bạn rất là nhiều. Chính tổ tiên ông bà từ cái thời nhé, cái lá cờ ba que của các bạn là cái thời của thằng Pháp cho nhé. Các bạn đừng có nói vua, cái thời vua nào nhé. Đối với tôi, cho dù ông đó là ông vua, ông nào đi chăng nữa, nhưng ông đó bán nước, tôi cũng không coi ông đó ra gì. Còn cái lá cờ của các bạn chết rồi, bỏ đi. Đừng bao giờ lôi lá cờ của các bạn ra. Cái lá cờ mà không có cái chỗ đất cắm, cái lá cờ mà không cắm lên được cái tòa đại sứ của Mỹ hoặc là các cái tiểu bang, chỉ có cắm vòng vòng cái chỗ các bạn đi biểu tình thôi, thì tốt nhất nhất các bạn xếp vào di giản đi, đừng có làm nhục. Chào Ngô Đình Khả. Thì riêng chúng tôi nói rất là nhiều, chúng tôi lên cái cộng đồng mạng này cũng không phải rảnh để lên, nhưng chúng tôi lên tại sao chúng tôi mong mỏi nhất là những người dân ở trong nước không nghe lời các bạn, không nghe lời xúi giục của cái lũ ô hợp. Không ai phải ở tù quan mạng vì nghe những cái lũ không ra gì mà ở tù quan mạng, tội nghiệp cho chồng mất vợ.
Vợ mất chồng, mẹ mất con mất cha. Chúng tôi mới lên đây chúng tôi nói. Bởi như thế chúng tôi muốn lan tỏa ra tất cả ở trong nước hoặc là ra thế giới để hiểu được những con người Việt Nam chúng tôi sống hiện tại tại đất nước của chúng tôi, sống tại Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tôi. Tôi rất tự hào. Tôi nói với các bạn, cho dù nếu cần tôi chết về đất nước này, tôi sẵn sàng. Cũng như cha chú chúng tôi đã từng chiến đấu giành lại độc lập tự do được như ngày hôm nay. Rất là anh dũng. Thì tới đời chúng tôi nếu cần thì phải nối gót cha ông, cha chú của chúng tôi hiện nay. Chứ không phải như cái lũ các bạn nhé, vì ham danh, ham lợi, vì giàu sang mà phải bỏ đồng bào, bỏ anh em, bỏ gia đình đi theo cái lũ ngoại bang. Con chào cô Ngọc Nguyễn. Cái tư cách đó là làm người thì tôi thấy các bạn quá bị ổi, rất là vô dụng. Các bạn đừng có bao giờ nhé mà nói về đất nước Việt Nam. Nếu các tôi cũng phân tích luôn, những kiều bào mà ở ngoài hải ngoại người ta yêu nước chân chính thì là các bạn vùi dập người ta. Như vậy các bạn cảm thấy cái lương tâm của các bạn như thế nào? Vì các bạn, vì cái đồng tiền các bạn muốn cái người kiều bào đó cũng phải nói giống y như các bạn vậy đó, nói xấu Bác Hồ, nói xấu về Đảng Cộng sản này. Cái lương tâm của quý vị đó bị thú quỷ ăn à. Nha, chứ không phải là bình thường. Còn theo cái tư cách của quý vị chống phá đất nước này, tôi nói là quý vị muốn đánh cầu đúng không, muốn phá sập cầu đúng không, quý vị phải nhớ một như thế này: nếu kẻ nào ở trong nước này phá hoại bất cứ một cái gì thì kẻ đó chúng tôi cũng không bao giờ tha. Chào Trang Võ. Chứ đừng nói gì tới công an nhà nước nữa. Chúng tôi người dân ở trong nước này không bao giờ chấp nhận những cái kẻ ô hợp đi phá hoại tài sản của quốc gia của chúng tôi cả. Còn những kẻ nào mà gọi là giỏi ngon nhất, kêu gào ngon nhất, dám về đây gặp tôi không? Kể cả thằng Đào Minh Quân, con Ly Sa Phạm, ý quên, cái thằng BD Ly Sa Phạm, chứ đây tôi không có kêu con nữa, tại vì nó BD sang phải nhớ. Con chào chú Nghĩa Trung Phạm. Con chào mẹ Nguyễn Thị Bạch. Thì tôi nói đây cho quý vị nghe cho kỹ, không ai chấp nhận những cái điều quý vị đã từng làm. Còn quý vị chỉ là một người con nít ranh, một cái lũ ô hợp mà quý vị dám xúc phạm tới những như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hay là xúc phạm tới ông Nguyễn Phú Trọng, là một người chúng tôi rất là kính phục. Hiện nay đang đưa một cái đất nước giàu mạnh, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã từng
đưa ra xét xử không biết bao nhiêu những kẻ tham ô. Thì trong khi các quý vị không nhìn được cái sự thật, quý vị còn bóp méo sự thật, quý vị còn nói xuyên tạc xấu xa bị ổi. Thì tôi nói cho quý vị nghe, chính chúng tôi coi quý vị cũng trả ra cái gì, quý vị chỉ là một con trùng ô hợp ở ngoài xã hội thôi. Chứ quý vị đừng có bước lên trên cái diễn đàn, quý vị kêu quý vị sẽ nói ông này, chửi ông này, chửi ông kia. Xin lỗi quý vị, chính bản thân của tôi, quý vị còn chưa, nếu bỏ ra sức, quý vị ngon bước về Việt Nam thì gặp tôi nha. Tôi không thách quý vị, hội luận quý vị chưa chắc hội luận thắng tôi. Quý vị đừng bao giờ nói tới ông này bà nọ ở trong đảng và nhà nước, vì quý vị không đủ tư cách để người ta tranh luận. Người ta không đếm xỉa tới quý vị là quý vị biết rằng con người của quý vị người ta rất là coi thường. Em chào anh Lợi Minh, chứ không phải người ta sợ quý vị đâu nha. Tôi nói cho quý vị nghe, con người ta làm việc bất cứ một cái gì người ta dùng cái đầu óc, chứ không phải giống như quý vị mà lũ phá hoại nha, bài mưu tính kế nè, mặc áo đỏ ngôi đỏ sao vàng nhé, cầm lá cờ ngày 4 tháng 9 đó, coi như là đầu á, cũng đội coi như là cờ đó sao vàng đi ra để cả thế giới người ta thấy Việt Nam nay bị quá chừng khủng bố rồi, biểu tình rồi. Những cái chiêu trò của quý vị á, cố gắng đi. Tôi cũng nói cho quý vị nghe nè, một cái lũ ô hợp nhé. Hiện nay giờ nếu tôi chống phá đất nước thì công an đã còng đầu tôi rồi. Còn cái lũ quý vị ở ngoài hải ngoại, nhưng mà quý vị cũng đừng bao giờ tưởng là quý vị ngon nha. Ở đây không ai bắt tôi đâu nha. Quý vị làm việc gì tôi không cần biết, nhưng mà quý vị nhớ đất nước Việt Nam đã ký kết 159 nước trên thế giới này rồi. Nếu bắt quý vị mà đủ để cho nó thật nhiều á, quý vị chưa có biết cái đảng cộng sản này đâu. Bắt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, làm cho quý vị một thể luôn, chứ không phải tưởng hiện tại giờ người ta ra cái lệnh truy nã người ta chưa làm, quý vị coi người ta thường. Tôi thấy lên cái diễn đàn này rất là nhiều người coi thường rồi, đúng không? Cũng như cái thằng xăng phai nhớt Lisa Phạm, đúng không? Luôn luôn lúc nào cũng há mồm ra chửi rất là kinh tởm. Nhưng mà chính cái con BD đó, Lisa Phạm đó, tôi nói thật cho quý vị, cái gan của tôi, nếu cái thằng BD đó nếu mà ở Việt Nam nhé, tôi hứa với quý vị tôi không bẻ một từng cái răng của nó thôi nhé. Xúc phạm Bác Hồ là giết chết, không bao giờ muốn để. Cái loại đó cái loại súc sinh, súc vật, chứ không phải là con người. Rất tiếc là cái đảng nhà nước giết người là phải đền tội, đúng. Nhưng mà nếu cái kẻ đó mà về Việt Nam, chính cái thằng BD Lisa Phạm đó, tôi sẽ bẻ răng nó ra từng cái. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi rất là hiền nhé. Tôi nói cho quý vị, ở trên tất cả trên thế giới này, nếu ai nghe được, đối với bản thân tôi, Bác Hồ tôi rất là kính trọng. Đó là bác thân yêu
của cả một cái đồng bào dân tộc, là một kể cả một đất nước, mà kể cả hàng triệu triệu trên người trên thế giới này, những người nước ngoài người ta còn phải phục. Còn quý vị là một người Việt Nam mà quý vị coi thường một một cái nhà lãnh tụ như thế thì quý vị là cái gì? Đáng lẽ bước trên này chúng tôi không muốn muốn nói chuyện để cho quý vị hiểu được cái lý lẽ và một cái tình nghĩa, chứ không phải muốn lên đây muốn chửi quý vị. Nhưng thật sự ra quý vị bước lên diễn đàn, quý vị chửi, quý vị nói ở dân này thế nọ, kể cả tục tiểu bất cứ một thành phần gì, mà tôi cũng không hiểu những kẻ gọi là ở ngoài hải ngoại, những kẻ chống phá luôn luôn nào cho mình là người có học, nhưng tôi không hiểu sao nói ra toàn là tục tiểu. Từ đàn ông tới phụ nữ, mà như vậy luôn luôn nào cũng mở miệng là nói ta đây có văn hóa, ta đây học thức cao hiểu rộng, tôi thì không học thức cao giống như quý vị đâu, chỉ lớp 2, lớp 3 ngày xưa thôi. Nhưng nếu cỡ luận điệu của quý vị không đủ tư cách để ngồi nói chuyện với tôi, không đủ tranh luận với tôi, chứ đừng có nó ngồi đó mà xạo xược hoặc là tranh luận nói với ông này bà nọ nhé. Vì quý vị biết tại sao không? Cái dòng máu nó đã có trong trong người rồi, cái dòng máu nó căm hờn những kẻ xâm lược đất nước của nó rồi, chứ không phải những kẻ mà gì lên trên đây để muốn tranh, muốn nổi tiếng rồi để tở cờ. Tôi không phải là cái loại đó, tôi nói cho quý vị nghe. Còn kể cả những kẻ mà lợi dụng vô cái diễn đàn tôi để lấy thông tin để đưa ra ngoài đánh phá tôi. Em chào Phạm Thông, thì nhớ không được đâu, Thanh Thanh là Thanh Thanh chứ không phải là ai. Chứ quý vị đừng có tưởng là tôi nghèo thật đấy, nhưng mà đồng tiền của quý vị không có thay đổi được. Tôi không thể bỏ một cái bàn thờ tổ tiên tôi được, quý vị hiểu không? Tôi không phải giống quý vị mà vì cái đồng tiền mà phải bán cái bàn thờ tổ tiên của ông cố ông sơ tôi, một cái danh dự rất là lớn. Tuy rằng các ông tôi ngồi ở bàn thờ nhưng mà tôi không thể bán được, tôi nói cho quý vị nghe nhé.